Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá gas mới nhất hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2023. Để theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất về giá gas, giá CP hàng ngày trên thế giới và dự báo giá gas tháng tới, các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá gas trên thị trường thế giới mới nhất. Tiếp theo là thông tin cập nhật mới nhất về giá CPLPG trên thị trường thế giới. Dự báo giá gas tháng 11 năm 2023, tính tới ngày 8 tháng 10 năm 2023. Cuối cùng là thông tin giá gas trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas trong nước hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2023, giá gas tăng trở lại do lo ngại nguồn cung. Mở cửa phiên giao dịch sáng 9 tháng 10 năm 2023, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới tăng 0,21%. Lên mức 3,33 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 11 năm 2023. Giá khí đốt tự nhiên của Hà Lan và Anh tăng từ cuối tuần trước trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung sau khi công nhân tại các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Chevron ở Australia đe dọa tiếp tục đình công khi các cuộc đàm phán đổ vỡ. Một yếu tố tăng giá khác là sự kết thúc của thời kỳ khởi đầu ấm áp bất hợp lý trong tháng 10 khi nhiệt độ bắt đầu giảm, làm tăng nhu cầu sưởi ấm. Reuters đưa tin, dữ liệu mới nhất từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy, các kho lưu trữ khí đốt của châu Âu đã đầy 96,47%. Tuy nhiên, ngay cả khi Liên minh châu Âu, EU đã lấp đầy kho dự trữ khí đốt chiến lược cho mùa đông, song số lượng đó chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu, và các nước EU vẫn cần nhập khẩu khí đốt liên tục để phục vụ các hoạt động kinh tế cơ bản, bao gồm nhập khẩu từ Nga. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ kích hoạt lại một số nhà máy than đã ngừng hoạt động để tiết kiệm khí đốt và ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong mùa đông sắp tới. Thưa các bạn, về dự báo giá gas trong nước tháng 11 năm 2023, cập nhật mới nhất trên thị trường, giá CPLPG tháng 11 năm 2023 hiện đang có mức giá là 585,4 USD trên tấn. So với giá CP chính thức tháng 10 năm 2023, đã giảm đi 22,1 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas tháng 11 năm 2023, tính tới ngày 8 tháng 10 năm 2023, giá gas trong nước sẽ điều chỉnh giảm khá, với bình 12kg sẽ giảm đi 6.500 đồng trên bình, bình 45kg sẽ giảm đi 24.000 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2023, tại thị trường trong nước, theo thông tin từ một số doanh nghiệp kinh doanh gas, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, giá gas bán lẻ tăng 1.667 đồng trên kg, gồm thuế VAT, tương đương tăng 20.000 đồng trên bình 12kg. Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam, PVGas LPG miền Nam, Petro Việt Nam Gas tăng giá bán lẻ từ ngày 1 tháng 10, mức tăng 1.667 đồng trên kg, tương đương 20.000 đồng trên bình 12kg và 75.000 đồng trên bình 45kg so với tháng 9. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Sài Gòn Petro thông báo từ ngày 1 tháng 10, tăng 20.000 đồng trên bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 426.500 đồng trên bình 12kg. Đại diện thương hiệu City Petro cho biết, từ ngày 1 tháng 10, các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp này tăng 75.000 đồng loại bình gas 45kg, 83.000 đồng đối với bình gas 50kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng đối với loại bình gas 12kg của hãng này là 464.000 đồng sau tăng giá. Tại công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương, từ 7 giờ 30 ngày 1 tháng 10, giá gas của công ty tăng thêm 20.000 đồng trên bình 12kg và 83.000 đồng trên bình 50kg. Nguyên nhân tăng giá gas đợt này do giá gas thế giới bình quân tháng 10 năm 2023 là 607,5 USD trên tấn, tăng 52,5 USD trên tấn so với tháng 9 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.